Hello, xin chào mọi người. Đây là chúng tôi sau kỳ nghỉ lễ. Có vẻ vài tiếng sụt sịt đang phát ra từ đây. Em hãy miêu tả kỳ nghỉ lễ của em bằng một từ. Em đi trông trẻ con, trông trẻ ạ chị ạ. Nên là đi tới gần sát. Một từ thôi. Mệt. Một mệt. Đây là cuốc các bạn. Không phải đi làm nên đành phải đi chơi. Hai từ, đi viện. Đi viện à? Khổ thân, vẫn là mệt. Thật mệt. Thì các bạn thấy giọng tôi không? Tôi cũng ốm đấy. Tôi dành cả kỳ nghỉ lễ để tôi ốm đấy. Đây là Phan Anh ơi. Đừng có gấm. Mày làm gì? Mày không chèn không ai biết đâu. Em hãy miêu tả kỳ nghỉ lễ của em bằng một từ. Vui vẻ rồi hụt hẫng. Vui vẻ rồi hụt hẫng à? Giờ em thấy ai đó đi du lịch chẳng cho mình chẳng mời mình đi cùng không? Mày nhục chưa? Tao là con người hay suy diễn này không? Đây là Vân Tây. Nó vào được chấm công thường là ra đây thì mình hỏi nhé. Joang. Mi đang nhìn mãi không ra ai. Mi hay miêu tả kỳ nghỉ lễ của mình bằng một từ. Đi vào nhanh, vừa đi vào. Đen à? À đen da chứ không phải là đen đủi nhá. Đen da nha. Đen da. Vân. Vân hay miêu tả từ kỳ nghỉ lễ của mình bằng một từ. Mệt. Vẫn lại mệt, ba mệt, nãy giờ ba mệt, bốn, tôi là bốn rồi. Chị ốm à? Ta ốm cả lễ đây. Chắc con à? Muốn đi chơi tiếp. Hôm nay chơi tiếp. Các bạn ơi, tôi chết rồi, tôi viết thằng này hôm nay lại vay bán vé số, thằng bán vé số này béo quá. Sao con ơi, hãy miêu tả kỳ nghỉ lễ của mình chỉ bằng một từ. Đốt nhiều tiền quá. Cái gì? Đốt nhiều tiền. Tốn. Tốn. Đây là Nhiên, em miêu tả kỳ nghỉ lễ của em bằng một từ em. Chữ sách bình thường đang làm nhỉ? Ai cũng lùa anh. Ai cũng kêu là đi nghỉ lễ cái mình bị mệt hơn đấy. Ê, Tuấn. Hả? Nghỉ lễ nào em? Say ạ. Hả? Say ạ. Say à? Đấy cũng một từ, say. Say quá. Cảm giác mắt nó vẫn díu lắm các bạn ạ. Đang vẫn còn đang say vào. Mắt vẫn đang díu. Đi coca đặt cái. Các bạn sáng quay chưa? Đang bảo ăn cơm sớm rồi kiểu giống như chú Bảy. Một mình ăn cơm mà hôm sáng đã hỏi là hãy tạo miêu tả chuyến du lịch. Không có quay được đồ ăn đâu. Đây chỉ quay mỗi cái mồm thôi. Không nhìn thấy suất ăn ở dưới. Sáng nay hỏi đã miêu tả kỳ nghỉ bằng một từ chưa nhỉ? Chưa à? Vâng, anh hãy miêu tả kỳ nghỉ vừa rồi bằng một từ. Đen. Đen à? Sáng nay có, thế mà mày có lắc đầu. Không ấy mới đâu. Nhờ, được cái nó mịn các bạn ạ, được cái nó mịn. Các bạn xem ảnh chưa? Các bạn like ảnh chưa? Hôm nay một lần đi du lịch không thấy nào quay vlog. Có, em đang sửa, đang chuẩn bị lên rồi. Gặm xương tiếp đi. Không. Quay cảnh đấy em nghe. Nó không có niềng răng mà nó vẫn ngại gặm mà. Đây anh Đại, anh Đại ơi. Anh hãy miêu tả kỳ nghỉ vừa rồi của anh bằng một từ. Ngủ. Thế là biết rồi đấy các bạn nha, thế là biết rồi. Thế là biết kỳ nghỉ của anh Đại trải qua gọi là nó rất là bình yên. Nó êm đẹp và nó vui vẻ như thế nào rồi. Thề, kỳ nghỉ vừa rồi ai mà ở nhà là người đấy là sung sướng. Em đang ở nhà yên bình rồi. Em đang đi qua ngày thứ 3 của ngày nghỉ rồi. Tự nhiên rủ nhau đi Mê đi Thiên Sơn. Oh my god. Đâu ạ? À? Chị đi đâu ạ? Em nghe thấy Mê đi Thiên Sơn nghe nó chill không? Nghe chữa lành không? Ôi nha, chị ảnh trên mạng chill, chữa lành. Thấy ảnh chị chụp chữa lành không? Có. Wow. Chỉ có đúng cái chỗ đấy thôi. Nó là Thiên Sơn suối ngà đấy. À, em biết. Thế nha, lúc đầu các bạn là lúc đầu tôi ở nhà tôi nghe Mê đi Thiên Sơn mà cái này mới à? Xem review nó cũng mới. Ừ, mới mà cái này nhưng mà nó cứ Thiên Sơn nghe nó cứ Thiên Sơn suối ngà kiểu gì đã thấy nghi rồi. Đông đúng không chị? Ôi giời ơi, cái số lượng người nó còn nhiều hơn số lượng cây ở trên cái chỗ đấy luôn. Mình sẽ tha cho nó để cho nó ăn cơm các bạn ạ. Ở trên kia không biết có ai đã ăn cơm chưa? Chưa. Ừ, thế bây giờ nó là Thiên Sơn suối ngà. Oh my god. Nó nốt nốt ở đây để quay nốt vlog các bạn ạ. Đây là đang sửa ảnh này. Đây không có nốt ruồi. Tuyến. Tuyến ạ. Em hãy miêu tả kỳ nghỉ vừa rồi của em bằng một từ. Chị Vân này. Hả?
cũng bình thường. Tí mình ra công ty sau. Cả cung bình thường. Thế mày ở đây đi, tí tao sẽ vân về cùng nhá. Chờ mày tối mà. Em phải về luôn. Ừ. Thế về mày bắt thằng ra đưa mày về xong lại nó đi công ty. Trời chết đấy. Đây là Tuyền. Em hãy miêu tả kỳ nghỉ vừa rồi của em bằng một từ. Mệt. Thế sao mày đi cái con Tuyến mà nó lại kêu bình thường cũng vui mà mày lại kêu mệt? Vui nhưng mà mệt ạ. À. Xe rất là xe. Thế có xe sóng không? À không đi biển. À không đi biển à? À mà nó đi chơi chỗ khác các bạn ạ, chơi chỗ khác. Dài vãi nó 3-4 cảnh. Nghĩa là thế là đi mình đi núi. Mình đi biển đi núi á. Em đi Hải Phòng. Chị đi Hải Phòng có được đi Sun World. Cái gì? Đi Hải Phòng có được đi Sun World. Sun World thường. Đi Sun World làm gì? Để làm gì? Để chơi cùng với nước. Hả? Mình lên du thuyền hả chị? Hả? Mình lên du thuyền. Chính xác. Cái gì? Chị ơi, trên du thuyền có bể bơi không hả chị? Có du thuyền chị nhất Hạ Long luôn. Bây giờ tôi tung cái tin này ra bọn này tháo hồ mua quần áo. Lấy luôn cái hết tiền mua quần áo đi du lịch luôn. Chúng ta sẽ là coi như thế là vừa đi chữa lành những vết thương đã rách, bây giờ đi làm để chữa lành cái ví đã rách. Xong là chuẩn bị đi du lịch, đi bắt đầu. Ừ. Được. Con ngoan, con được. Du thuyền có bể bơi là vui rồi. Ừ? Ngày thôi. Thế thôi anh ơi. Hả? Chúng mày thích đi thì chúng mày đi ạ. Đất liền thì công ty chỉ có trách nhiệm là thuê khách sạn cho tôi, còn thuê cho cả săn gua để chết à. Công ty đang làm ăn khó khăn các bạn ạ. Đây đang có múc băng mận. Không. Rồi. À không ai thích đi tự mua. Ừ, công ty có mua. Nhưng là công ty khác, còn công ty này thì không mua. Công ty 200 300. Nếu mà chứng minh thư. Ngồi đang làm gì ạ? Đi phi long thần tốc nhá. Nó giống mùa này. Nó giống kiểu bàn hưu ấy, nếu mà. Không hề giống bàn hưu, giống Nha Trang. Đi Nha Trang đâu biết, về là Hưu đi. Không, đúng ở Phú Quốc. Chuyện lét này lẹp. Không chua, mấy đứa này không chua. Không, người đó nó cắn đấy nha, đừng thò tay vào đấy. Cắn đấy. À, bọn này ăn mận chấm chẩm chéo mùi sộc lên tận đây. Đây em bảo sắc cái muối này nó. Đứng đợt đây ngửi đến mùi nhân sắc mà. Mùi nó lạ đấy. Chấm muối này không hợp nhỉ. Phải chấm một canh ô mai. Trong phòng tao có một canh ô mai. Đi vào mà lấy. Đấy. Ai bảo anh? Đi bảo rồi. Đi vào mà lấy. Nhưng mà anh nhớ trong phòng. Có con ơi, con vào lấy lọ một canh ô mai đây cho cô nha nghe. Từ lấy hộ tôi tí, từ anh hộ tôi tí. Nhưng mà đứa nào mua? Nhưng mà đứa nào mua? Thế tại sao nó mua mày lại bắt nó ăn ít? Là thành kia. Tại sao nó mua mày bắt nó ăn ít? Tao tưởng mày bán này. Ăn đi thôi, cả mọc mụn, em mọc mụn tất mồm vì ăn mặn nhiều quá. Thế thì không phải đâu, nó nói xấu nhiều quá, nói xấu người khác nhiều quá. Người ta gọi là nghiệp tụ vành môi. Em nhìn cả đơn giản như tối hôm qua rồi. 10 giờ bắt đầu nhắm mắt đi ngủ. Phải tham với bạn nó kể xấu cả thế giới chị ạ. Yêu con này to lắm. Nó kể xấu mày không? Em đi ngủ không biết gì ạ. Em tâm sự với bạn em là một cái người mà gọi là 2 năm nay em chưa nói chuyện cùng luôn. Ừ. Em gọi điện bạn em nó hỏi em nhiều thứ, sống ổn này kia, tâm sự nhiều quá. Ừ, em đã xin nó, em bảo là thôi thôi mày ơi, mai đi làm. Em có thằng em béo như anh. Đấy, bạn hơn. Nhiều tay lắm này, lúc này em thích sờ cái đấy. Nó dày, sờ. Nhìn quan đấy. Nhìn quan hết. À thằng Phan Anh đợt nghỉ vừa rồi không thấy úp ảnh nhưng mày không có bạn bè gì à? Phan Anh mày bị dè biểu à? Bị miệt thị à? Bị cách ly à? À quên, không kết bạn Facebook với nó. Ờ, kiểu sợ người ta điều tra ra Facebook của thế là không dám ai kết bạn. Thế là một bad boy nhưng mà suốt ngày ra vẻ là thôi mày lộ hết. Nhạc đấy, nhạc à, nhầm lọ đấy ở trong tủ lạnh của mẹ cơ. Cái lọ này ăn cả con này bị sợ luôn. Ăn được. Bột thính à? Khi nào đây? Bột thính. Để cho ít, cho nó chấm cho nó hít. Chấm được mà. Không có à, ngó thôi. Cái hộp được ghi là hộp mứt gừng ấy. Ở trong tủ lạnh này ngăn dưới cùng ấy. Chấm này gọi là chấm dứt luôn.
Chấm dứt á? Chấm dứt luôn. Chấm dứt cái gì hả chị? Ăn này chấm dứt luôn. Chấm dứt cái gì? Đấy đây, bắt đầu. Các bạn ơi, muối sắc nhá, lại có ngay để ghim linh rồi. Ngon mặn lắm ấy. Chấm vừa thôi mày. Em gu em muối này lắm rồi. Em ghét muối này lắm thật. Ăn đấy. Chua quá. Gì? Chua. Nó ngon hơn, từ từ. Nhìn thế này bảo sao anh Cường anh tưởng nhầm là cám cá. Vâng vâng. Ngon vãi. Cá, ngon vãi à? Bây giờ nhìn màu của này. Cái này chấm rau luộc ngon, lại phải nói lại ngon lắm. Rau luộc, rau muống luộc đúng không? Chấm tất cả mọi thứ đều ngon. Chấm thì cũng ngon. Nhưng mà ta cho mày một nửa lọ, mày đã ăn hết chưa? Ăn chấm hết rồi. Vãi đạn. Chưa bọn em còn ăn. Chưa được ăn một quả. Mỗi người xin một ít đào biết em cũng muốn nhá, xin em chấm hết rồi. Cảm giác lấy muối ra để tắm hay sao? Không có à? Mình sẽ quay bằng, bây giờ mình sẽ quay bằng chế độ điện ảnh thì nó sẽ mịn hơn, nó sáng hơn, trắng hơn. Nãy giờ quay cam thường rồi còn không bắt nét. Xem đúng kiểu người cận xem vlog. Sao vuốt mãi không hết vậy? Sao đây em hôn bạn đâu? Cái bản dài quá hả? Ngon á. Xong rồi tí về mai đau dạ dày cả luật. Vâng, em đau sẵn rồi nhưng vẫn chấp nhận. Em có thể không thích ăn ngọt nhưng ăn chua là cả thế giới rồi. Ui, tao không ăn được chua. Thế nhìn mọi người ăn chua thích vãi nhỉ. Mọi người ăn nhót này, mọi người ăn xoài này, mọi người ăn mận này, mọi người ăn mà... mơ này. Chị đau dạ dày, chị bị nặng không? Nặng. Đau vãi trưởng luôn. Em bị đúng rồi, phải kiêng ấy chị ạ. Hôm trước mẹ em mua cho cái thuốc vì hai cái trộn với nhau đây là khỏi. Em thấy nó đỡ rồi. Mọi người uống cái thuốc chữ y ấy, chị biết không? Chữ y chỉ là zip thôi, không tác dụng. Chữ y nó chỉ là lót dạ dày trước khi ăn thôi. À, Tuyết à, Tuyết vừa tắm xong các bạn ơi. Tuyết đi bộ rồi, Tuyết không tắm. Ờ, Tuyết này mày, Tuyết này không gặp chị Yến các bạn ạ. Bây giờ theo đứa nào lên phòng tập gặp mình như hốt. Tao ốm, ôi tôi rồi dành cả kỳ nghỉ lễ để tôi ốm các bạn ạ. Chị ơi chị. Lễ vừa rồi chị vừa đi đâu ấy? Mà chụp ở bờ hồ ấy. Đẹp không? Đẹp ơi. Lại một cái câu chuyện gọi là, để Tuyết lại phải kể lại tiếp tục cái đầu cái tí như giữa không giữa có kể rồi nhưng mà nó chưa hỏi, phải hỏi với kể. Wow, ở nhà nhá, đang ở nhà yên lành. Đang đến ngày thứ 3, ở nhà rất yên lành, rất chill, bảo lễ này mình không đi chơi, mình ở nhà vì mình đang bị ốm. Sao tự nhiên có một anh trong nhóm bạn đi chơi đi. Thế là anh Hiếu đi luôn. Thế là anh Hiếu bảo vợ ơi đi mẹ đi Thiên Sơn nhé. Bảo Thiên Sơn á, nghe quen thế mà mẹ đi Thiên Sơn nó lại mới. Ok, rồi mẹ đi Thiên Sơn lại mới, chắc không phải Thiên Sơn Suối Ngà đâu. Thế là Thiên Sơn Suối Ngà. Đúng đó. Oh my god. Ôi nha, mình nghe chữ Thiên Sơn nó đã nghi rồi. Xong bắt đầu đến cổng thì rõ ràng là cổng Thiên Sơn Suối Ngà. Thế nhưng mà cái tên của nó trên cổng lại là Mê Đi Thiên Sơn. Nhưng mà vẫn có ảnh đẹp đem về. Nói chung là chỉ có một khoảng độ nguyên cái chỗ quán cà phê đấy là nó chill thôi. Và lúc đấy chụp ảnh là đúng 12 giờ trưa. Nắng phải gọi là... Vừa gọi là vỡ đầu luôn. Và số người ở trong cái chỗ đấy nó còn nhiều hơn số cây ở trong đấy luôn. Quá mệt mỏi và bảo đúng được lại còn mang tao còn mang một quả dầu đi để bổ nửa ra để ngồi ở suối để chụp ảnh, nhưng suối kín người, chả có chỗ nào mà đặt chân xuống luôn. Oh my god. Được. Chiều các bạn vào Facebook của tôi like ảnh tôi nhá. Hồi này flop quá, hồi này flop toàn bộ mặt trận, chúng nó đăng ảnh lên view còn mình chả có tí like nào, quá buồn. Tú Anh, Tú Linh giờ đây không tập à? Chăm chỉ nhất, nhất chăm chỉ tập nhất. Ở đây tao xuống là tao gặp nó lên mà. Nhưng mà gầy quá. Em gầy á? Ừ. Hơi má em rồi. Ừ, gầy quá rồi. Hôm em về đây. Hôm em vừa mới quay xong tầm 5:30. Ừ. Đã thấy chị ấy từ 5:30 lên thấy hơn 7 giờ vẫn thấy đang đứng trên đấy. Không, mình tập khoảng 1:30. Còn 1:30 là mình quay TikTok. Chị ơi, quay TikTok lên lắm nha chị nha. Quay TikTok phòng tập cực lên luôn. Lên cực. Được quá. Tao quay tao đăng cũng lên. Tao có một cái clip, mấy cái clip tí đăng tiếp các bạn ạ. Tí các bạn và nhớ ủng hộ tôi nha. Cho đỡ flop nha. Cảm giác như thế là nó có cái vía gì vậy? Cái vía. Thường là nếu mà nhảy nhót ở phòng gym, mặc quần áo nhảy nhót phòng gym thì nó sẽ chú ý hơn. Thế rắn mùi lưng lên rồi. Rắn gì đâu? Chưa chưa đây mùi đấy nhở? Chúng ta sẽ này hơi... sao mày lại miêu tả trẻ con bằng cái từ thằng khoai nó dài. Tuyết các bạn, trong Tuyết gầy không các bạn, trong Tuyết gầy không?
47 cân rưỡi, ok. Sai, thế là định xuống bao nhiêu cân? Em xuống 47 cân nhưng mà em vẫn phải duy trì như thế. 47 cân rồi, thế thôi, thôi đừng gầy quá cả da nó xấu. Hôm nay chị tập không? Quá. Mình đã lên trên này. Ê, trên này là có múp bang rồi. Lại có múp bang rồi. Ôi, điều hòa chảy nước ướt. Không nên làm gì con đầu đâu. Mời các bạn ăn chè online nhé. Không ăn đâu. Mời mời các bạn ăn chè, ăn mận, ăn ăn dứa. Sao bọn này lại tự nhiên ăn chè thập cẩm nhỉ? À, thế là mình mua ủng hộ được đấy, đúng rồi các em. Các em ủng hộ nhưng mà không đáng kể mấy. Trông cũng thôi, các em đập đá đi. Bọn này nó ăn mận giỏi nhờ. Hôm qua chúng nó ăn hết một cân, hôm nay chúng nó ăn hết một cân tiếp. Đúng là những chiếc dạ dày trâu. Không biết đau dạ dày là gì. Mận. Tối hôm qua chúng nó đã ăn rồi, xong bây giờ lại mua ăn tiếp. Toàn những đứa cơ địa mọc mụn mà lại còn thích ăn mận. Cơ địa mọc mụn vãi trưởng luôn. Thấy các bạn thấy bộ mặt của thằng Phan Anh chưa? Mày có cho tao ăn chè không mà mày nhờ? Bạn thấy chưa? Thôi mày im đi. Các bạn đã thấy sau khuôn mặt thánh thiện đấy là cái gì chưa? Ôi chị ơi. Là... không. Tâm làm sao thì mồm thốt ra là như vậy. Đầu không nghĩ thì mồm không nói. Tướng như nào tâm như thế? Sai. Tâm sinh tướng. Tâm sinh tướng là mày có mắt sinh mù à? Đấy, đấy, đấy. Các bạn đã thấy mồm cho cái thứ chưa? Đấy chưa? Mày có cho tao không mà mày nhờ tao, mày có mắt như mù à? Xong rồi bắt đầu nó chửi. Đây là, đây là, đây là. Chị ơi chị, mày cứ gai, mày cho lúa của em. Mày cứ làm, mày cứ làm nó lên cơn liệu nhỉ? Anh rồi. Nó đã bị liệu nhỉ? Mày gãi đi. Mày gãi nào. Cứ gãi là bị liệu rồi. Trong này rét thật đấy. Không à. Ai biết đâu. 97 á. Ừ thì bảo tôi 97. Đúng, đây này. Em các bạn đây con loanh quanh loanh quanh mảnh chán. Có nhon đấy. Đây bên đây nữa, chán thật. Chán gì? Sao chán? Không chán. Tôi bảo là chả kêu chán đâu. Ai chả chả ai chả chả chứ. Kêu chán thì vợ anh kêu chán thì không thể kêu vợ. Người không chán thì các bạn nó loanh quanh tôi toàn những đứa kém tôi tầm 5 7 tuổi đấy thôi, mình già quá rồi. Đi lên cái hầm đây. Ờ chị 96 mà đúng không? Cái gì? Tao 93 mày. Chị 96 á. Tao 96 bằng vai phải lứa đứa nào trong công ty? Rất ghẻ. Tao lào. Ôi, lúc nào tao cũng 96 à? Ừ. Không, tôi 93 các bạn ạ. Mời các bạn và chị Yến nhá. Ủa, không. Váy lụa ha. Váy lụa à? Váy lụa. Vẫn mặc mà. Váy lụa không nếp nhăn, 9,5. Nhưng mà không ngon. Sao là 9,5? Không nếp nhăn là cho 9,5. Ừ. Không mệt. Nhăn là cho 8 điểm. Mệt với cái váy lụa đấy lắm. Được còn đồ. Đấy là... Mà nãy em bảo là cả 4 cốc đều có đỗ mì. Mày ăn nhầm cốc của tao rồi. Cốc nào chả có đỗ. Đỗ đây. Đây là đỗ, đây là cuối. Nhìn sao đấy, bỏ đen đen đi đây. Nhung ơi, thằng Tuấn bình thường ở nhà nó không ăn đỗ hả Nhung? Nó không ăn đỗ này, đây này. Đâu? Đây. Đấy là đỗ đỏ. Tao. Tại sao không ăn đỗ đỏ? Tuấn, tại sao không ăn đỗ đỏ? Không chỉ ăn đỗ, bởi vì cuộc đời không đỗ ra đâu. Mày có thi đâu mà mày đỗ. Anh bỏ cái thìa của anh sang. Anh rách miệng quá. Thôi mày ăn chung với nó chết lây lây thằng đấy, mày thấy nó rớt rớt chảy chảy dòng dòng ra không? Nó bị dại đấy. Tại sao tao đang phải gọi không đỗ rồi? Thì bây giờ mày đỗ vào mồm mày thì mày nhì ra, khó mà tính khó nết. Bị ngon đi. Thì đừng ăn hạt đỗ vào mồm. Ơ à, nhưng mà hạt đỗ đỏ ngon mà. Cái hạt đỗ đỏ ngon. Ờ ngon nhất luôn. Người ta cần phải ăn cái này. Cái này là cốt của người ta rồi. Cái giả đá đây. Không tin. Ngà giả, tao đéo hiểu. Ai thì có tiếng nhịp đấy. Không, cái đấy không phải từ bậy. Cái này, cái giống này, cái này. Ăn thủng nó khét quen rồi. Các bạn không phải thủng. Còn mày biết tại sao nó chui chéo, nó rồ ga như thế không? Tại vì ở nhà không được như thế nên nó phải xài không? Nhà, ở nhà con vợ em còn tìm ra. Cái con vợ em mà Nhung ơi, mày nghe thấy chưa? Chả có gì hết. Không biết hồi này Nhung xem vlog không? Không. Ôi xem, ở nhà chị ngủ ấy à? Cài hết rồi. Hả? Thế ở nhà làm gì? Ở với lui về ở ẩn à? Sáng dậy đón con đi làm à? Đón con. Con đưa con đi học. Ừ. Đón con đi học. Con đi làm. Mua tiền. Mấy đứa để bốc khoai tây quay cho các bạn nha, cho Quỳnh đó để ra khoai tây.
cho Quỳnh để ra khoai tây. Mấy đứa? Thế con này chắc phải chửa thêm thêm 100 tập nữa vẫn chửa. Thế à? Ừ. Không cho khoai tây chạy lại nè nữa. Bạn dưới gọi em. Tôm bụng lớn dần lớn dần. Mỗi đứa ngồi một góc các bạn ạ. Các bạn biết vì sao là chúng nó mỗi đứa phải ngồi một góc như này không? Đâu phải ngồi xa nhau như nào thế, biết vì sao không? Sợ nó xin. Sợ gì? Em vừa bảo đặt con không mà, con chó này. Mấy bạn chè nhá. Ừ, các bạn chè với chúng nó nhá. Nhá, như là nước lọc chị ạ. Ăn cho đỡ bọng mụn, ăn đường lắm nó bọng mụn. Ăn nước lọc đi mình nhiều thì nhíu. Bây giờ nhá đường nhá, mình ăn đường vào thì những cái vết nốt đỏ nó sẽ lâu lành hơn, những vết thương nó sẽ lâu lành hơn, đúng. Da nó sẽ tăng sắc tố hơn. Tao vừa mới bảo nó là nó sẽ làm những nốt đỏ là lâu lành hơn, nó sẽ mọc mụn hơn. Hồi này ăn ở làm sao mà đúng mùa hè. Ôi trời ơi, đi quay trời nắng lại còn chè tin non. Nghiệp chướng. Nó dùng chè chứ nó không dùng dê nữa. Chè gấp 10 lần dê nha em. Gấp 10 lần. Em tìm hiểu rồi mà chị đang dùng á. Tại vì chị có người theo dõi. Biết rồi. Em động view gì người ta mới dùng, người ta kê tầm 0.05 thôi. Đây bác sĩ kê cho em 0.1 luôn rồi. 0.1 á, 0.1 là gấp ở thế dùng bao lâu em? Em dùng được 1 tháng. Các bạn ấy nhả vía cho nó khỏi mụn nhá, nhả vía. Không cần đâu. Nó vừa bốc mặt nó mới sao Quỳnh lườm cái lườm kiểu đứa mình ghét là làm lườm đúng kiểu. Không lườm như thế nhìn mày đâu. Nhìn lên xong xuống. Lườm chỗ khác không ghét vào trông như kiểu mắt đó lại trông kiểu mắt dài ống nguýt. Đấy. nó ghét mồm nhảy đấy, nhìn con Phương Anh nó mới ghét này. con này nó phản diện quen. Bạn ơi, mày nói thế manh nghiệp tụi mình phải môi mày chết. Bạn ơi, biết sao sửa ở nhà con này nó ăn ở không tốt thì nó mọc mụn mặt này dị ứng kìa cả người. Thế đứa nào hơn đứa nào? Nhưng mà nếu mà được lựa chọn thì bạn chọn là bị mặt xong rồi cả người mịn hay là ngừa mặt mịn cả người kìa. Em không phải không được chọn đâu. Các bạn muốn chọn cái nào? Hết ghẻ rồi. Thế là tự nhiên mình bị ghẻ đúng không? Không ghẻ. Các bạn ơi, đổi tên pet đi, đổi tên fan đi. Quỳnh ghẻ. Bà lớp fan lớp chị, Quỳnh ghẻ. Chị tiếng Anh ghẻ là cái gì? Gì? Ai cái đây là chuyên tiếng Anh à? Tiếng Anh. Dịch. Đây từ ghẻ tiếng Anh là gì mày ơi? Ghẻ tiếng Anh là gì? Sao lại ghẻ? Ngứa ghẻ tiếng Anh. Ngứa lấy thích rồi nhưng mà vấn đề là ghẻ. Chị ơi, Quỳnh sông sọc. Quỳnh sông sọc. Quỳnh liệu. Quỳnh canh cạch. Thế gọi là Quỳnh canh cạch được các bạn ạ. Gãi cành cạch. Thậm chí có ai gãi sồng sộc người ta gọi là đi vào sồng sộc. Còn gãi thì người ta gọi là gãi cành cạch. Kiểu chó ấy. Biết không con chó nó có cái huyền đề ở chân á, mà mỗi lúc mà nó co chân nó gãi thì cái huyền đề nó sẽ vang, nó được kêu cạch 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 đấy nó. Mặt này, ra mặt đây nhìn. Vạch body nữa đây, đùi đây, chân đây, tay đây. Đợi người ta rồi mày sẽ biết thôi. Người ta hết ghẻ. Mình gặp nhân gian nha các bạn, mình không đứng xíu mình không. Mình ăn ở sạch sẽ mình. Nhìn nhau cả thôi. Bikini. À này, để nhà tao ấy. Ta đang tưởng tượng cái cảnh mà nó mặc bikini, trong trước khi mặc bikini nó còn mặc quần tất. Chị, lúc em hết rồi. Xong nhảy xuống biển nước mặn cái về ghẻ gấp đôi. À, nước biển sát khuẩn. Hôm nay chúng tôi ăn món nem hải sản các bạn ạ. Ơi. Đi du lịch 2 tháng thì em ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Chả sao sất. Hôm đấy mọi người sẽ tặng cho Quỳnh một món quà. Đó là, biết bơi không? Đó là bé Quỳnh tung từ trên xuống nước. Không.
Không biết bơi à? Em hô quá. Biết bơi không? Không. Có biết bơi không? Mày nói cho chị Yến biết một câu. Anh câu gì? Thôi mình có biết bơi không trả lời. Không. Nói chị Yến biết, chị Yến sửng sốt đấy. Con này biết bơi chó à? Chị nói thế. Bơi ốc. Chắc chắn con này biết bơi ốc. Tao đã bao giờ đi bơi mày đâu có biết. Nào. Chào với mình, các bạn. Mình không biết bơi. Chị vận động viên bơi. Vận động viên thi thành phố. Trời, giải gì? Trượt từ vòng 1. Nhưng mà mình đi thành phố. Được. Mình đi thành phố. Ừ. Bơi gì? Nhưng mà em bơi ốc. Em đi chứ. Anh ơi nó bơi ốc. Em bơi gì em mới bơi, thải bướm mà chó chứ các thứ bơi hết. Ở đây là biết bơi đấy nhở? Thì các bạn ơi, các bạn biết bơi ốc là bơi như nào không ạ? Bám vào thành xong rồi đi. Con gái tôi là bảo là mẹ biết bơi ốc. Biết bơi à? Tao biết bơi rồi. Biết bơi chưa? Biết bơi rồi. Các bạn biết tôi học bơi kiểu gì không? Tôi cho con gái tôi đi học bơi, tôi ngồi bên bờ tôi nhìn học theo là tôi biết bơi. Các bạn hay rất tiết kiệm tiền. Gì? Các bạn hay được cái lớp của chị Yến tầm học này. Bơi không đây. Các bạn sẽ chứng kiến chị Yến đội mũ đeo kính bơi tập bơi như nào. Lúc người ta biết bơi rồi. Gì? Cái gì? Tao không sặc nước. Tao biết bơi rồi. Tao không sặc nước. Tại vì sao biết không? Tao học lỏm được mới biết không? Tôi là một hình mẫu học lỏm rất tốt các bạn ạ. Thế đi hỏi Tú Anh à. Tú Anh ơi, thế bây giờ tay như thế này thì mấy lần tay mấy lần chân thì ngoi lên thở. Xong thở ra nha. Nó biết dạy nha. Thấy xịt đấy. Chị bơi giỏi mà. Ừ. Bơi siêu vãi. Thế nó biết dạy được mình chứ. Mình gọi là bỏ công thầy đầu tư các bạn ạ. Cái tự nhiên nhà ba người biết bơi nhưng chỉ mất 2 suất đi học. Em bảo anh này. Những đứa nào không biết bơi thì bị ném bể. Đây, sợ lắm luôn. Không phải đi học biết bơi. Chuồn chuồn cắn rốn. Không. Chắc chắn. Ngày xưa cái cầu Hưng Cảnh em. Đi cùng các anh là anh ỏm nó xuống. Chứ chìm tao rớt. Thôi rồi, thế thì hốt kiểu đấy. Em bất lực luôn, em không biết làm gì hơn. Mày đừng nói được cả. Uống đúng nữa. Mày càng nói về lúc càng ghi nhận luôn, mày càng bị ném xuống bể. Nó bị ném xuống bể, không nó ném em chị ạ. Không biết bơi mà cũng bày đặt ném. Nó ném em. Ừ. Nhưng mà cái bài đấy thấp tè ném cái gì? Mà nước bể còn đỡ, bị ném xuống biển. Ôi dồi ôi, mặn chát luôn. Không, không sao đâu. Nước biển nó là muối mà cơ thể mình gặp muối nó sẽ nổi hơn nước ngọt. Em mà yên tâm, không sao đâu. Ồ, biết ạ. Trời, hôm nay tại sao chất núi ở biển nhiều hơn ở bể thì... Tại vì biển nó rộng quá. Đứa nào không biết thả nổi thì đứa chết. Còn thả nổi thì cứ nổi thôi. Còn biết, nói chung là không biết bơi thì chúng động chết. Đi biển chúng mình đi phao chuối đi. Tao thích trò này lắm. Ừ. Trong quán tao đi trái có cái đèo chó rồi. Thôi mà. Sao mày làm kéo bơi sông Hồng đi. Vãi kẻ trời, thua các bạn này. Bơi sông Hồng. Bơi sông Hồng xong rồi đeo thêm cái chai 5 lít ở người thì. Tao đi chặt chuối nhá. Thằng này hôm nay đi chặt chuối rồi đúng không? Mày chặt chuối thì mày nói nốt đi. Nó đi chặt chuối, cắm mắt hương. Cắm mắt hương. Em đang nói là mày chặt chuối thì mày nói nốt đi. Chú Đạt ơi. Chú Đạt ơi, hôm nay chú Đạt vừa bị vợ đánh không vào đây các bạn ạ. Ô, cái nếp hải sản kia là mình tự quấn hay là mình... Trông chẳng ngon gì. Tại sao sếp cho thêm quả ớt và cho đỏ đỏ đi anh? Cho gì cho nó đẹp đẹp vào tí anh. Tao đi tẩy trang cho mình ạ. Thế nó ăn xong nó để cho anh Đạt dọn đấy. Đâu, làm gì đã ăn xong. Không, con bảo ăn Quỳnh à, hoặc là nó ăn thừa nó bảo để cho anh Đạt ăn cả phải đồ với chó. em mới uốn đối xử với anh thế cơ mà. Và em mới uốn đối xử với anh thế cơ mà. Trong này hết người rồi, gọi chúng lên tầng rồi. Ờ, lúc nào trong mình nó cũng bẩn bẩn đấy. Không, hôm nay thì trông nó hơi rối, còn bình thường vẫn bình thường.